Cuộc chiến ở Đông Dương bước sang năm thứ 8 bế tắc, khiến người Pháp mệt mỏi. Trong nước, người dân biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh. Nội bộ chính quyền Pháp cũng bị chia rẽ. Đình chiến ở Triều Tiên làm thay đổi quan điểm của các nước lớn trong việc giải quyết các cuộc chiến tranh trên thế giới. Vào thời điểm này, Liên Xô và Trung Quốc muốn đi đến một giải pháp hòa bình cho vấn đề Đông Dương. Chính phủ Pháp đã chọn con đường tranh thủ viện trợ của Mỹ, hy vọng giành thắng lợi về quân sự làm cơ sở cho một giải pháp chính trị có lợi cho Pháp. Chính phủ Pháp hay là bản thân De Gaulle cũng phải tìm một cái cơ hội nào chấm dứt cuộc chiến tranh này, mà theo chúng nó là chấm dứt thắng lợi. Vì thế cho nên đưa Nava sang. Tháng 5 năm 1953, tướng Nava sang Việt Nam, đưa ra kế hoạch bình định Việt Nam trong vòng 18 tháng. Tháng 9 năm 1953, Bộ Chính trị thông qua kế hoạch Đông Xuân 1953-1954. Hướng tấn công chính là Tây Bắc. Khi mà phân tích về tình hình địch, lãnh tụ Hồ Chí Minh có dùng một hình tượng chòe nắm tay ra và làm động tác là bẻ đi từng ngón. Và người cũng có nói là quân Pháp được ví như một cái nắm đấm, nó mạnh như thế. Thế nhưng mà ta sẽ tìm cách là bắt nó phải xòe cái nắm đấm nó ra. Chúng ta tiến công lên hướng Lai Châu. Thung lũng Điện Biên Phủ nhìn từ trên cao. Địa điểm này cách Hà Nội hơn 500 km. Cách Luộc La Bang của Lào khoảng 190 km. Khi Việt Minh để đại đoàn 316 tăng viện cho Lai Châu, quân Pháp ngay lập tức củng cố trận địa Điện Biên Phủ. Khi mà phát hiện ra cái đại đoàn chủ lực của Việt Minh hành quân lên Tây Bắc, lập tức Pháp cho 6 tiểu đoàn nhảy dù xuống Điện Biên Phủ. Ném vô đấy tổng cộng cái thời điểm cao nhất là đến 16.200 quân. Tướng lĩnh cả Pháp cả Mỹ thời đấy thừa nhận là đó là một pháo đài bất khả xâm phạm. Con trai nhà báo Winfred Burset, người từng phỏng vấn Bác Hồ cho biết, bố ông kể lại rằng kết cục cuộc chiến đã được Bác Hồ báo trước. Cha tôi kể rằng, lúc ông phỏng vấn cụ Hồ tại căn cứ trong rừng ở Thái Nguyên, khi hỏi, chúng tôi có nghe về một địa danh là Điện Biên Phủ qua radio. Ông có thể giải thích với tôi về địa điểm này. Cụ Hồ bỏ cái mũ đội đầu ra và ngửa cái mũ lên, nói rằng, đây chính là Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ là một thung lũng. Dưới thung lũng chính là quân đội Pháp. Bao quanh thung lũng đó là núi rừng, và chúng tôi ở đó. Quân đội Pháp sẽ không bao giờ thoát ra được. Đỉnh Pu Tó Cọ, nơi đặt đài quan sát của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từ đỉnh cao này vào những ngày trời quang mây thì có thể quan sát được bao quát toàn bộ thung lũng Điện Biên Phủ. Nếu nhìn bằng ống nhòm thì đại tướng có thể nhìn thấy thế bố trí phòng ngự của quân Pháp. Việc quân Pháp dồn phần lớn lực lượng vào thung lũng này tiến tới trận quyết chiến chiến lược được nhận định là có lợi cho ta. Lịch sử đã đưa hai bên tới trận đánh quyết định tại một thung lũng ở núi rừng Tây Bắc của Việt Nam. Đây cũng là nơi chôn vùi kế hoạch Nava. Dân tộc Việt Nam vẫn phải đi tiếp 21 năm đạn bom để giành lại độc lập và thống nhất.